Nhân mùa Du Lan Tháng Hội, sáng ngày 4 tháng 8 năm 2024, nhằm ngày 1 tháng 7 năm Giáp Thìn, tại chùa Pháp Thanh, xã Tân Thanh, huyện Dòng Trôm, tỉnh Bến Tre, môn đồ đệ tử chùa Hưng Phước, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, chùa Pháp Thanh, tỉnh Bến Tre, cùng chư tăng trường hạ chùa Hưng Phước và chư tăng trường hạ thiền viện Quảng Đức và Phật tử đã trở về làm lễ an vị tượng Bồ Tát Quan Thế Âm và khu viên tượng đài Ân Sư Đại Lão Hòa Thượng Thích Hiển Pháp. Tại buổi lễ, sau khi đại chúng dân tập trước lễ đài Bồ Tát Quan Âm, chư tôn đức đã thành kính niêm hương bạch Phật, trang nghiêm cử hành nghi thức an vị tôn tượng Bồ Tát Quan Thế Âm cao 10 mét. Toàn thể đại chúng cùng nhất tâm quy hướng về lễ đài để tụng kệ tán Phật, đảnh lễ 12 đại nguyện của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Tại đây, chư tôn đức cùng đông đảo Phật tử đã thành kính dâng hương cúng dường giác linh của Hòa Thượng Ân Sư, nhất tâm cầu nguyện cho giác linh Ngài được cao đăng thượng phẩm, quả chứng vô sanh. Sau đó, được sự chỉ đạo của Thượng tọa Thích Minh Nghĩa, trụ trì chùa Hưng Phước, chư tăng chùa Hưng Phước, chùa Pháp Thanh đã long trọng tổ chức đại lễ Du Lan báo hiếu Phật lịch 2568, dương lịch 2024. Buổi lễ dưới sự chứng minh của Hòa Thượng Thích Nhật Ấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre, Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Chánh văn phòng 2 Trung ương, Hòa Thượng Thích Lệ Lạc, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Vĩnh Long, Hòa Thượng Thích Tịnh Thành, Phó Ban Pháp chế Trung ương Giáo hội, cùng chư tôn đức Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bến Tre, huyện Dòng Trôm, chư tôn đức Ban trụ trì chùa Pháp Thanh, chùa Hưng Phước và đông đảo Phật tử các đạo tràng đồng trở về tham dự. Trong niềm hoài cảm sâu lắng về hai đấng sinh thành, đại diện Phật tử đạo tràng Bổn Tự, Phật tử Đức Hằng đã đọc bài cảm niệm Du Lan. Mùa Du Lan là dịp để Phật tử ôm lại tâm hạnh hiếu, tu tạo phước điền, hướng về thầy tổ, ông bà cha mẹ như trong kinh Đức Phật dạy. Với tinh thần ấy, đại diện Phật tử đạo tràng chùa Pháp Thanh đã trang nghiêm thực hiện nghi thức bông hồng gài áo lên chư tôn đức chứng minh cùng chư tôn đức tăng và đạo tràng Phật tử tham dự. Ban đạo từ tại buổi lễ, Hòa Thượng Thích Nhật Tấn đã nhắc lại ý nghĩa của ngày đại lễ Du Lan đến toàn thể đại chúng đã thực hiện đúng tinh thần của người con Phật, báo đáp tứ trọng ân. Đây là dịp để mỗi người thực hành và khắc sâu hạnh nguyện báo hiếu với ông bà cha mẹ hiện tiền và cửu huyền thất tổ trong nhiều đời nhiều kiếp. Nhân đây, Hòa Thượng cũng tán thán và ghi nhận công đức của chư tăng Phật tử đã tổ chức đại lễ Du Lan, đồng thời kính chúc toàn thể chư tăng cùng quý Phật tử đang tham gia đại lễ luôn an lành trong chánh pháp và làm tròn đạo hiếu của người con Phật. Chiều cùng ngày, Thượng tọa Thích Minh Trí, Phó trụ trì chùa Hưng Phước đã hướng dẫn chư tăng và Phật tử tham gia lễ phóng sanh gần 2 tấn cá về môi trường trên sông Hàm Luông, bến phà Tân Phú, tỉnh Bến Tre. Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Minh Trí cùng đại chúng tụng kinh làm lễ phóng sanh. Đức Phật dạy, phương pháp phóng sanh là dễ thực hành nhất để trưởng dưỡng lòng từ bi, là một lòng thương rộng lớn vô biên, là phương tiện để làm cho mọi người mọi vật thoát khổ được vui. Phóng sinh cũng là tập tục lâu đời của người Việt ta, vừa mang ý nghĩa nhân văn, vừa có ý nghĩa khoa học. Thả sinh vật thiên nhiên về môi trường sống, đó cũng là một cách báo ân báo hiếu của con cháu khi cầu nguyện người thân còn tại thế được trường thọ.